À, chào bà con Việt Nam vào buổi sáng sớm. Bây giờ là 6 giờ hơn. À, giờ buổi tối tính theo giờ của Ontario, Canada. Đang trong lúc chờ Alex học võ. Cho nên là cầm điện thoại quay cho mọi người coi một cái những cái sinh hoạt vào cái giờ buổi tối thường ngày của dân Canada. Đây là một cái khu gọi là mua sắm nhỏ nhỏ, và ở Canada có vô số những cái khu gọi là tích hợp nhỏ nhỏ như thế này. Thường là nó nằm ở một cái khu dân cư đủ đông để mọi người có nhiều cái sinh hoạt ở đây. Thì nhìn sơ sơ qua đó, ở đây nó gọi là, xem là trên này nó có cái chữ gì quên mất tiêu rồi, không nhớ, nhưng mà một cái khu như thế này thì nó có một cái tên. Và trong này có nhà hàng nè, có mấy cái nhà hàng Ấn, Trung Đông, rồi có cái chỗ massage chân, có cái phòng nha ở phía trên, trong đó thì có một cái walk-in clinic, tức là một cái phòng khám mà không cần phải có lịch hẹn cũng có thể tới. Nhìn xa xa có một cái gọi là CMAC, tức là một cái chỗ dạy võ. Alex đang học ở bên trong đó. Rồi có cái Kumon toán, dạy kèm toán rất là quen thuộc. Có pizza, và nhiều nhất vẫn là mấy cái nhà hàng bán thức ăn nhanh. Một cái bãi đỗ xe đậu được khoảng cỡ 5-60 chiếc xe quanh quanh ở đây. Thì thường vào mùa đông buổi tối nó vắng, người ta hạn chế đi ra ngoài, trừ khi là đi ra ngoài nhiều. Hôm nay thì tuyết cũng tan sau cái trận tuyết hôm trước, lên khoảng cỡ chưa tới 10 cm, thì nhiệt độ nó tăng lên trên 0 độ, cho nên nó tan cũng gần hết rồi. Nhưng mà hiện giờ thì buổi tối cho nên là cũng cũng lạnh, cũng đang âm khoảng cỡ 2 độ C. Nhìn nó rất là buồn đối với những cái người mà mới tới ở Canada. Đây là một cái thành phố cũng lớn chứ không hề nhỏ chút nào hết, nhưng mà nhìn nó vẫn rất là buồn, tại vì nó người nó ít, họ không có đi ra ngoài nhiều như ở Việt Nam. Chúng ta thấy xe cộ vẫn chạy bình thường, nhưng mà không có ai đi lang thang hết, tại vì nó lạnh thì kẹt lắm người ta mới đi. Hoặc là một số người họ thích đi dạo, đi chơi, vân vân, hay là đi tập thể dục, hay là dắt chó đi chơi. Xa xa có thể nhìn thấy những chiếc máy bay đang cất cánh, tại vì khu vực này là gần sân bay quốc tế Toronto. Đấy. Hiện tại thì Andy đã học xong một cái lớp học võ lúc 6 giờ. Sau đó thì Alex lại tiếp tục vào để học cái lớp lớn tuổi hơn một chút. Và một buổi học võ như vậy nó có 45 phút thôi, không có nhiều lắm. Một tuần như vậy học được 2 buổi, một buổi là 45 phút, và một cái lớp như vậy đó là gần như là 4 năm độ tuổi ở trong đó. Ví dụ từ 4 tới 7 tuổi, rồi từ 8 tới 14 tuổi, ghép chung vô học. Nhưng mà nó cũng không có rẻ chút nào hết, tại vì tính theo giờ đó, một tuần như vậy có 90 phút.
mà học phí á, không phải là dạy kèm đâu, dạy nguyên cả nhóm. Giờ lúc vô trong thấy 15 20 em nó chạy nó nhảy trong một cái khuôn viên tương đối nhỏ, chứ không phải như là Việt Nam rộng mênh mông ở những cái sân trường tận dụng để dạy võ đâu. Nhưng mà học phí là tính ra cũng 170 đô một tháng, tức là Alex với anh đi không á, là học võ không thì một tháng gần hết 350 đô, để cho chúng ta thấy rằng là nó rất đắt tiền. Rồi ví dụ như ở đây mà mấy cái em muốn đi học thêm kỹ năng á, ví dụ đàn nè, hát nè, rồi nhảy múa nè, thì cứ vậy mà nhân lên. Đàn piano thì dạy kèm rất là đắt tiền, hát cũng vậy luôn, rồi dạy kèm các cái môn học thuật, ví dụ như toán lý hóa sinh mà đụng tới dạy kèm thì nó vẫn rất là đắt tiền, đắt lắm luôn á. Cho nên thật ra cái mức sống ở Canada nó không hề thấp, nó không hề thấp, kể luôn cả với cái thu nhập của những cái gia đình hiện giờ trung bình á, một cái công việc tương đối không cao không thấp thì mức lương bây giờ nó khoảng cỡ 50 tới 60.000 đô một năm một người. Thì trước đây tôi là khoảng cỡ 7 8 năm trước vẫn còn có thể sống được, vẫn ổn với sự hỗ trợ của nhà nước, với giá nhà nó thấp, mức sinh hoạt nó cũng thấp, sống vẫn ổn, và một người thôi thì cũng có thể nuôi được cả gia đình. Dĩ nhiên là chính phủ mới hỗ trợ cho cái tiền sữa cho con cái, rồi cái việc hoàn thuế, tại vì thu nhập thấp thì đóng thuế nó ít hơn thì vẫn còn đủ. Thế nhưng mà bây giờ nếu như một gia đình mà chỉ có một nguồn thu thôi thì rất là vất vả vô cùng. Cho nên là người ta bảo Canada ai cũng muốn đi sang đây hết, nhưng mà với cái mức thu nhập mà không có công việc làm ổn định thì rất là cực khổ chứ không có sướng. Chỉ có là giáo dục thì nó miễn phí thật chứ không phải là không. Giáo dục là miễn phí thì con nít mà từ lúc đi học mẫu giáo cho tới lớp 12 thì không phải đóng phí. Dân quốc tế thì đóng nhiều, chứ còn dân địa phương ở đây thì không cần phải đóng. Những cái người mà đem được vợ con hay đem được con đi theo trong lúc mà đi học theo luật của chính phủ thì cũng không cần phải đóng phí. Thế còn nếu như mà cha mẹ vẫn đang là visa du lịch thì đóng phí cũng tương đối nhiều. Một năm như vậy cái phí cho tiểu học lên tới trung học là cũng từ 12 cho tới 16 17.000 đô học phí không á, cho dù là học hệ thống công lập. Còn trường tư thì thường thường là đắt hơn nữa. Rồi rất nhiều các cái khoản chi phí khác. Với cái y tế cũng gần như là miễn phí hoàn toàn, trừ các cái hạng mục như là mua thuốc thuốc tây đó, còn tiền khám bệnh chữa bệnh thì là miễn phí. Với những cái gia đình nào mà có được cái gọi là cái health card của tỉnh bạn, ví dụ như người đi làm có giấy phép hợp lệ ở Canada thì đăng ký được cái chương trình bảo hiểm y tế cộng đồng thì cũng được là miễn phí khám chữa bệnh, cho dù là có bác sĩ gia đình hay là đi tới những cái walk-in clinic thì chính phủ vẫn trả tiền, tiền khám bệnh đó. Còn nếu mà liệt kê thuốc ra thì chúng ta phải bỏ tiền ra để mua thuốc theo toa của bác sĩ. Tuy nhiên thuốc tây nếu như mà ai đi làm thì có bảo hiểm của công ty, họ cũng mua những cái bảo hiểm tư nhân, thì thường thường là cái bảo hiểm đó nó bao luôn cho
cái việc là mua thuốc tây lên tới 80%. Ví dụ mua 10 đô thì công ty bảo hiểm tư nhân đó nó sẽ trả là 8 đô, còn mình bỏ tiền túi ra 2 đô thôi. Thì thực sự mà nhìn vô những cái sinh hoạt như thế này, nhìn thì nó rất là buồn, nhưng mà chúng ta vẫn thấy nè, trong cái tiệm ví dụ như bán bánh pizza với lại là bán mấy cái bánh ngọt của ở đâu bên Trung Đông đó đó, là người đi ra đi vào vẫn đều đặn. Rồi các cái cửa hàng cửa hiệu đằng kia là bán thức ăn của người Ấn đi, thì vẫn có người vào ngồi ăn, nhưng mà họ vẫn có cái hệ thống gọi là đặt hàng online. Rồi các cái anh tài xế như là Uber hay là Skip the Dishy tới để họ lấy những cái đơn hàng rồi họ giao cho khách. Thì cái này bên này nó rất là phát triển. Bên trong những cái nhà đó, cửa thì luôn luôn khép kín, tại vì ở Canada là người ta không có mở cửa. Ví dụ cái chỗ học bỏ đó người ta không mở cửa, chỉ có một cái cửa duy nhất đi vào thôi. Thì bên trong nó khoảng cỡ 70-80 tới 100 mét vuông, và sinh hoạt nó vẫn diễn ra ở trong đó hết. Nhân sự thì rất là ít chứ không có nhiều. Những cái lớp này người ta gọi là lớp sau giờ học, giống như lớp học thêm vậy đó. Cho nên là cái admin, tức là bộ phận mà xử lý hành chánh đó, người ta cũng làm online luôn. Mọi thứ đều đăng ký online hết, trả tiền cũng online, khi cần thì gọi điện thì có người bắt máy. Người đó không cần phải tới cái chỗ làm này, cứ tới 5 giờ thì thấy một giáo viên dạy trong đó thôi. Và cũng không có bảo vệ gì nhiều hết, tại vì an ninh nó tốt. Vấn đề là nhân sự nó đắt, cho nên người ta không có lãng phí. Vì vậy mà các cái công việc nếu mà tay chân á, thì đúng là nó thiếu, chứ còn những cái công việc văn phòng này kia thì nó rất là hiếm. Tại vì là người ta tiết kiệm được khoản nào thì người ta tiết kiệm, chứ người ta không có lãng phí cái tiền vào cái nhân công như là ở Việt Nam chúng ta. Xe cổ vẫn chạy đều. Cái trục đường này không phải là trục đường chính, tại vì đây là một cái cung đường mới này, Terry Fogg Way. Rồi phía trước là một cái đường nó băng qua các cái khu dân cư thôi. Còn đi ra ngoài hơn một chút thì các cái đường Eglinton hay là đường Burdenthorpe, rồi Mississauga Road chẳng hạn, thì nó đông hơn rất là nhiều. Đấy. Không gian rất là yên tĩnh, rất là vắng lặng, không ồn ào. Và ở đây riết rồi cũng sẽ quen, tại vì những cái tiếng ồn nó sẽ làm cho người ta trở nên rất là khó chịu. Ở cái xứ mà nó im lặng quen rồi, cho nên một khi nghe cái tiếng ồn thất thường, ví dụ như tiếng còi xe, tiếng báo động, rồi tiếng la hét, tiếng cãi cọ nhau, thì nó khiến cho cái tai của những cái người dân ở đây đó nó cảm thấy rất khó chịu, đôi khi họ giật mình. Ví dụ nãy giờ tôi quay khoảng hơn 15-20 phút rồi cũng không hề nghe cái tiếng còi nào. Mà tiếng còi thông thường nó diễn ra nhiều hơn á, là trong đôi khi là trong các cái bãi xe. Lý do là vì khi người ta dè xe lui tới thì khả năng nó choáng cái tầm nhìn, cho nên là những cái tài xế họ sợ đụng nhau, hoặc là họ cảnh báo cho nhau đừng lùi xe quá nữa mà đụng tôi chẳng hạn. Chứ còn chạy ngoài đường thì đường ai nấy đi rồi, luật lệ đâu đó rõ ràng. Chỉ có những cái thành phố lớn á, nó hơi ồn, và cái tiếng còi chúng ta thỉnh thoảng có nghe, tại vì họ thúc nhau. Ở thành phố nào mà cứ đông dân thì nó ồn ào hơn, ví dụ Toronto hay là Vancouver chẳng hạn. Chứ còn nhìn chung thì mọi thứ nó
tương đối là bình yên, và đối với người Việt Nam thì Canada quá bình yên. Vì vậy mà nhiều gia đình họ tìm tới cái đất nước này chính là vì họ tránh cái sự ồn ào, tránh cái sự mất trật tự, mất an ninh, cho nên họ mới tìm đến cái đất nước này. Còn nếu mà nó tìm tới Canada để mà vui chơi giải trí, để mà ca hát nhảy múa rộn ràng náo nhiệt, tận hưởng cuộc đời, thì ở Canada nó không phải là cái đất như vậy. Nhiều khi có những cái gia đình đó họ sang đây họ nói Canada bù thúi ruột, cho nên họ phải về lại Việt Nam là vậy. Về Việt Nam vui hơn, muốn ăn thì ra đầu hẻm có ăn, muốn hút thuốc thì chỗ nào hút cũng được. Còn ở đây đó hút thuốc là cực khổ lắm, không không được hút ở những nơi công cộng là điều chắc chắn, không được hút thuốc ở bên trong nhà, còn muốn hút ở gần cái chỗ nhà hàng thì phải xa hả, là 9 mét vân vân, nó rất là khó khăn. Không ai giành giật nhau gì nhiều hết, tại vì ai cũng sợ đụng tới pháp luật và nó rất là nề nếp tất cả mọi thứ. Thì ai mong muốn tìm nó đây để mà có một cái cuộc sống nó trật tự, mặc dù nó buồn thiệt chứ không phải là buồn giả đâu, nó buồn thiệt, nó vắng mà. Dân số thì chỉ bằng 1/3 dân số của Việt Nam thôi, mà diện tích đất thì rộng gấp 30 lần Việt Nam, cho nên nó vắng và nó buồn cũng phải. Còn Việt Nam thì nắng quanh năm, ở miền Bắc thì còn có mùa đông hơi dài dài chút xíu, chứ miền Nam như Sài Gòn thì nắng quanh năm, nóng quanh năm, vui. Còn ở bên này thì mùa đông nó kéo dài từ 4 tới 6 tháng, có nơi dài hơn nữa, mà lạnh. Dân Việt Nam thì ở xứ nhiệt đới, sang đây cái bị nhiệt độ nó âm vào mùa đông, mà có chỗ nó âm tới 30 40 độ nên cũng teo hết. Nhưng còn tỉnh này, tỉnh Ontario là còn rất là ổn về mặt thời tiết. Nhưng mà nhiệt độ cỡ như vậy nè, bây giờ là đang âm 2 âm 3, mà đứng cầm cái điện thoại mà quay như thế này là điện thoại nó cũng chuẩn bị sập rồi, tại vì lạnh quá nó chịu không nổi. Rồi tay nó cũng bắt đầu tê cống, đứng khoảng cỡ 5-10 phút là nó tê cống rồi. Chứ còn mà âm 10, âm 15, âm 20 nữa thì đưa tay ra khoảng cỡ 1 phút thôi là nó cứng đơ rồi, nhức luôn. Nó gọi là bị, có khi là bị bỏng hàn đó. Hôm nay là có trăng, thì ở bên Việt Nam cũng vậy thôi. Việt Nam thì bây giờ là buổi sáng thì không thấy trăng, chứ còn bên Canada thì bây giờ buổi tối thì trăng nó lên. Âm lịch thì chỗ nào cũng vậy, chỉ khác một cái là Việt Nam buổi tối, Canada buổi sáng. Canada buổi sáng thì Việt Nam buổi tối, nhưng mà hôm nay nói chung là có trăng, và trăng thì rất là rõ to, tại vì trời nó trong hơn, nó không có bị ô nhiễm nhiều như là các cái nước mà có nhiều cái sản xuất với lại là ô nhiễm. Rồi đang tiện tay thì quay cho mọi người biết chút xíu vậy thôi, chứ bây giờ là tê cống cái tay rồi, quay chơi thôi để cho mọi người thưởng thức một chút xíu về Canada vào một cái buổi tối mùa đông bình thường, không có tuyết, và cái sinh hoạt của người Canada nó như thế nào, để ai mong muốn qua đây cũng biết được một chút ít. Chứ cứ nghe người ta nói trên mạng hay là người ta đồn nhau đó, thì đôi khi cái thông tin nó không có đúng và cái hình ảnh nó cũng không có rõ ràng đâu, tại vì người ta hay lựa những cái lúc nào mà vui mà đẹp người ta đăng. Còn đây là một cái buổi rất là bình thường nhất, chọn từ một cái cơ hội rất là ngẫu nhiên và quay thôi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.